đúng là có kiến thức NLP, nó khác hoàn toàn. Ôi, biết lắng nghe này, biết theo dõi nhìn gương mặt này, quan sát khách hàng, quan sát cả chồng cả vợ cả con bằng năm giác quan này. Thế sau đấy thì mình hiểu mọi người như là tất cả những thứ họ đang thể hiện là những điều tốt nhất của họ rồi, mình đừng có đòi hỏi gì thêm ở họ nữa. Thế cho nên là mình biết là tức là biết thay đổi chính mình để mình phù hợp với điều kiện hoàn cảnh và để cho mọi thứ nó tốt đẹp hơn. Cái mâu thuẫn gia đình rồi mâu thuẫn vợ chồng con cái nó giảm hẳn đi luôn á. Thế và sau thì các vợ chồng các gia đình cứ yêu nhau hơn này, cái đấy thì mình thấy là hạnh phúc khủng khiếp, đúng không? Thêm nữa là gì? Giao tiếp tuyển dụng, khung dùng khung đổi khung, đồng thuận hồi lui, xoay gương chéo. Về cơ bản thì là những cái đấy là có áp dụng vô cùng nhuần nhuyễn rồi. Thế nhưng mà sau buổi ngày hôm nay thực sự nhá, bởi vì đang muốn là tức là cô đã vượt qua được các giai đoạn rồi và đến bây giờ là bắt đầu tiếp tục xây dựng thành một đội ngũ những người thành công. Thì cái quan trọng nhất những người thành công trong kinh doanh mạng là người biết kể chuyện, thì cô đang tập trung vào điều đấy. Thì ngày hôm nay cái bài ẩn dụ thực sự là không cần biết nói gì hơn, ô hay lắm luôn, nhưng mà về sẽ phải đào sâu cái chỗ này ấy, để giúp mọi người biết cách kể chuyện và biết cách đưa ra những câu chuyện ẩn dụ giúp khách hàng hiểu ra vấn đề. Thì cái đấy đúng là đỉnh cao. Thực sự là bán hàng mà không phải là bán, đúng Đúng rồi, bán mà không bán mà chỉ là kể chuyện thôi mà, mình có làm gì đâu, mình chỉ kể chuyện thôi giúp họ nhìn thấy đó. Con khỉ ấy nó không thể trở thành con người bởi vì nó không muốn cạo lông và nó không muốn chặt đuôi, đúng không nào? Xong dừng ở đấy, cho về mà nghĩ đi, mình là khỉ hay mình là người tùy. Ôi trời ơi, hay quá luôn. Và cho thấy hay ở đây là mình gạt luôn những thành phần mà nó tiêu cực rồi, là nó Đúng gọi là rồi, không phải vơ bèo vạt tép. đúng rồi, mình lọc luôn, bởi vì đây là tuyển chứ không phải đây là đi 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 gom, đây là tuyển, tuyển để dụng chứ không phải tuyển để rụng. Rất là tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Thế như vậy là hôm nay mới có hai điều mà cô đã thấy như vậy, để về đã áp dụng được nhiều lắm Thích mà, đấy. phê đấy, phê đấy. Hôm nay ta định về từ sớm đấy, nhưng mà chắc kiểu này chiều nay phải ngồi lại luôn đấy. Thế cái phần là ví dụ phần giao tiếp ấy, thì cô đào tạo mọi người thông qua Zoom nhiều buổi không? Hay có phân loại đối tượng không cô? À không, tất nhiên là có, tức là cô có buổi dành riêng cho những người mới mới vào hệ thống, có buổi dành riêng cho những người đã đạt cấp quản lý, thì các cấp độ nó khác nhau. Còn đào tạo thì được nhiều. Cái thời gian năm ngoái học xong là tháng 7 nhá, một năm liền không bỏ một buổi nào, đào tạo tất cả các buổi sáng luôn, từ 5 giờ sáng cho đến 7 giờ, 2 tiếng mỗi sáng. Chỉ có khác nhau cách buổi là buổi này dành cho đối tượng này đối tượng kia thôi, còn làm liên tục. Đấy là một trong những lý do mà bây giờ tất cả cái đấy cũng rất Vậy là bí quyết thành công thành thạo cô là liên tục chia sẻ, thành liên tục liên chia tục liên sẻ. tục liên tục và trao giá trị liên tục liên tục, lặp đi lặp lại. Cho nên là mọi người đến với cô Dung là cảm thấy nhận được rất là nhiều, không chỉ là tăng thu nhập, không chỉ là đẹp hơn, không chỉ vui hơn Cảm mà... ơn bạn. tuyệt vời quá, bảo sao mà đúng chính xác là chỉ cần cô Dung đến là năng lượng rồi. À thế à, Thế hôm vừa rồi là nó cứ hụt hụt lên hết đúng không? hôm vừa rồi là cô về buổi chiều ấy, cô đi gặp đội nhóm ở Hà Nội à? Hay là Không, hôm đấy không phải là người Hà Nội, hôm đấy về là làm Zoom, tại vì có buổi học mà mình làm chủ giảng nên mình phải chôn lớp. Rất Cô cảm thấy là một người mà đứng những người lead hệ thống ấy, cái phần đào tạo quan trọng không cô? quan trọng chứ, quan trọng chứ, bởi vì đào tạo là có thể thay đổi được cả thế giới mà, phải đào tạo chứ, cái đào tạo quan trọng mà. Đơn giản nhất nhé, là trong mình cứ nói đơn giản nhất là cái lực lượng mà làm lãnh đạo nhà nước ấy, là cũng có đào tạo trung sơ cấp, trung cấp và cao cấp đó. Mà cái lớp trung cấp là tầng lớp nào được đi học trung cấp, đội ngũ nào được đi học cao cấp, tức là phải vào trong quy hoạch làm lãnh đạo của Đảng, của chính phủ mới được đi học cao cấp, ví dụ thế. Thì không phải thành công của sản phẩm đâu, kinh doanh mạng là con đường, mỗi sản phẩm của một công ty nó là một công cụ. Như vậy là cái tư duy của người lãnh đạo quan trọng như Ôi giời ơi, tư duy là gốc rễ mà. thế Gốc rễ mà để có hoa trái thì gốc rễ nó phải từ nào? Về tất cả các khóa trước đây cô đi học thực ra nó không hề vô ích, mà đến khi NLP nó ráp nối lại với đúng nhau rồi đúng đúng rồi đúng rồi thực ra cái khóa học NLP nó giúp mình cái gì? Nó giúp mình tổng hợp lại tất cả những cái gì mà mình đã có, và nó cho mình những cái sự mới, mới ở cái gì? Mới ở cái sự logic,
mới ở cái logic, mới ở cái bài bản, mới ở cái quy củ và mới ở cái kỹ thuật. Vâng. Đó. Chứ còn kiến thức có thể mình học vụn vặt khắp nơi rồi, cũng có thể có cái này có cái kia rồi. Thế nhưng mà khi mình thiếu đi một cái sự tổng hợp, bởi vì không phải ai cũng có khả năng tổng hợp, và đây thì có sự tổng hợp rất là tốt và nó có một cái kỹ thuật hoàn hảo. Ô sao không học? Vâng. Bỗng nhiên mình có sao không học? Hôm vừa rồi mà cháu thời gian rất ít nữa. Hôm vừa rồi cháu có nói chuyện với một anh ấy đã biết tới NLP cách đây mấy năm rồi. Anh bảo anh học nhiều, xong rồi anh đọc nhiều sách, nhưng bây giờ anh sắp tàu hỏa nhập ma nơi rồi. Bởi vì là nó không giáp nối được với nhau. Đúng rồi. Vâng. Thế đúng thì rồi. Rõ ràng giống như cô nói rằng là nó giáp nối lại với nhau và nó phân khu ra và làm tối ưu hóa cái nguồn lực của cô. Cảm ơn em. Ông đều rất thích cái này này. Tôi rất thích cái câu chuyện của thầy Hương nói nhá. Tức là sắp Noel, mà thầy lấy ví dụ sắp Noel. Tất cả những điều các bạn đã biết nó là tinh hoa. Được chưa? Tinh hoa của cuộc sống các bạn đã có trải nghiệm, có thu nhập mà thu thập vào trí não, có hết trong kho tàng của mình trong trí não rồi. Thì nó như những cái thứ vật trang trí ấy, óng ánh rất là đẹp, rất là nhiều, nhưng mà nó chất trong kho. Và thiếu cái cây thông để mình trưng bày nó lên, để nó trở thành một cái gì? Một cái kỳ quan mà thế giới rất nhiều người hâm mộ, và tất cả mọi người đều thích đứng cạnh nó và chụp ảnh nữa cơ. Đó, thì tất cả những cái đấy là cái mà thật sự là tuyệt vời. Yeah, I'm going to go.